Đội hình hay nhất World Cup 2022, nhà vô địch Argentina góp 3 gương mặt vào đội hình tiêu biểu tại giải đấu vừa diễn ra trên đất Qatar. Kylian Mbappe, Pháp. Mbappe tỏa sáng rực rỡ ở kỳ World Cup thứ 2 trong sự nghiệp với 8 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 lập hat-trick ở chung kết cup thế giới. Ngoài ra, Mbappe còn là cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 12 bàn ở World Cup trong lịch sử. Julian Alvarez, Argentina, nhanh nhẹn, tinh quái, dứt điểm tốt, di chuyển không biết mệt mỏi là những điểm mạnh người hâm mộ dễ dàng nhận thấy ở sao trẻ thuộc biên chế Man City. Với phong độ ấn tượng, 4 bàn sau 5 lần đá chính, Alvarez sẽ đẩy Lautaro Martinez lên ghế dự bị không chỉ ở World Cup 2022 mà còn tại nhiều giải đấu khác trong tương lai. Lionel Messi, Argentina, ở tuổi 35, Messi thi đấu rực sáng khi góp công vào 10 bàn thắng tại World Cup 2022, 7 bàn, 3 kiến tạo. El Pulga trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở mọi giai đoạn của một kỳ World Cup gồm vòng bảng, 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết. Luka Modric, Croatia, lão tướng 37 tuổi tiếp tục cho thấy màn trình diễn đỉnh cao tại World Cup 2022 với hàng loạt thống kê ấn tượng. Anh đá chính 7 trận cho Croatia, chạm bóng trung bình 92,6 lần mỗi trận, tỷ lệ chuyền chính xác trung bình 89%, 90% trên sân nhà và 80% trên phần sân đối thủ. Sofyan Amrabat, Morocco. Amrabat là nhân tố chính đưa Morocco vào đến bán kết World Cup. Tiền vệ này giành quyền kiểm soát bóng 57 lần tại World Cup 2022, thành tích không cầu thủ châu Phi nào làm được tính từ năm 1966 đến nay. Antoine Griezmann, Pháp, tại giải đấu trên đất Qatar, Griezmann giúp cổ động viên quên đi hình bóng của Paul Pogba bằng lối chơi năng nổ trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Anh thường xuyên lùi sâu để hỗ trợ đồng đội, đồng thời cũng là cầu thủ sáng tạo nhất tại World Cup 2022 với 22 lần tạo cơ hội, thành tích ngay cả Messi cũng không thể chạm đến. Theo Hernandez, Pháp, trước World Cup, theo chỉ là phương án dự phòng cho Lucas Hernandez, chấn thương của anh trai mở ra cơ hội chứng tỏ bản thân cho Theo. Trong 6 lần ra sân, ngôi sao của AC Milan đã ghi một bàn và hai kiến tạo, thành tích tốt nhất đối với một hậu vệ cánh ở World Cup 2022. Romain Saiz, Morocco, kỷ lục phá bóng tại World Cup 2022 gọi tên thủ quân của đại diện đến từ Bắc Phi với 52 lần. Saiz cùng đồng đội viết nên lịch sử khi trở thành đội tuyển đầu tiên của lục địa đen vào top 4 ở một kỳ World Cup. Achraf Hakimi, Morocco. Hakimi là mẫu hậu vệ biên công thủ toàn diện bậc nhất thế giới hiện nay với khả năng tranh chấp và hỗ trợ tấn công ấn tượng. Tại World Cup 2022, ngôi sao của PSG thực hiện 3,7 lần tắc bóng chuẩn xác mỗi trận, đi kèm với đó là một pha kiến tạo. Josko Gvardiol, Croatia, dù mới 20 tuổi, Gvardiol thi đấu điềm tĩnh, hiệu quả như thể một ngôi sao dày dặn kinh nghiệm. Màn thể hiện ấn tượng của cầu thủ sinh năm 2002 giúp Croatia giành vị trí thứ 3 tại World Cup. Theo báo chí Anh, một số đội bóng lớn tại châu Âu, trong đó có Chelsea đã sẵn sàng chi 100 triệu euro để sở hữu ngôi sao đang khoác áo Leipzig. Emiliano Martinez, Argentina, ở tuổi 28, Emiliano Martinez mới có lần đầu tiên được lên tuyển quốc gia. Chỉ hơn một năm sau, thủ môn này đã sắm vai người hùng giúp Argentina chinh phục 3 danh hiệu lớn gồm Copa America, siêu cúp liên lục địa và giờ là World Cup. Kiểu gì Martinez cũng sẽ cản được một vài quả luân lưu, công việc còn lại chỉ là xếp thứ tự cầu thủ đá. Huấn luyện viên Lionel Scaloni phát biểu đầy tự tin về cậu học trò sinh năm 1992.